Rồi xin chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình có đọc một cái bình luận để mà trả lời cho bạn Lo Nghiễn. Thì bạn nói hỏi là câu như là nuôi cá trình có cần dán gạch men trên bể hay không? Thứ hai nữa là nuôi mật độ bao nhiêu con? Như là nuôi sai bao nhiêu con trên một ký là mới hiệu quả? Giờ anh tư vấn. Thì các bạn thì cái mô hình nuôi cá trình trên bể xi măng, chúng ta có thể dán gạch men cũng được, mà chúng ta nên dán thì mình sẽ cái dán gạch men thì cũng tốt, tránh trường hợp nó lông rêu nó sẽ bám vào, chúng ta cũng dễ lau chùi. Thì nhưng mà phải cái chỗ chúng ta chọn màu, chúng ta nên chọn màu xanh, màu xanh là sẽ tốt. Còn nếu chúng ta nên chọn màu khác thì nó sẽ phản sáng đi thì cái trình sẽ nhát, không tốt lắm. Theo mình thì mình nghĩ như vậy, tại vì con cái trình này nó sống trong cái là bóng tối, và thứ hai nữa là nó ít khi nó ra bên ngoài, nó xả sáng, ánh nắng xả sáng. Mình đang hiện đại đang dưới là thứ hai nữa là mình nuôi mật độ như thế nào. Thì trên bể xi măng thì chúng ta có thể nuôi nó nhiều hơn so với bể bùn và bể tại vì sao? Tại vì xi măng thì mới nuôi mật độ cao hơn. Ví dụ như có thể là từ 10 đến 20 con trên một mét vuông thì mình có thể nuôi 15 đến 20 con, có thể 30 con trên một mét vuông cũng được. Tùy theo khi mà chúng ta nhỏ thì chúng ta nuôi nhiều hơn, mà khi mà chúng ta nó lớn rồi thì chúng ta nên thưa dần. Thì ví dụ như size từ một lạng đi, một lạng ha, thì mình có thể nuôi từ bể xi măng thì chúng ta có thể nuôi từ 10 đến 15 con trên một mét vuông. Nhưng bằng đầu này thì chúng ta nuôi có thể được rồi. Rồi khi mà lớn lên chúng ta sẽ thưa bớt lên dần, thì chúng ta nên thưa để trước nhất là cái nguồn nước của mình nó sẽ tốt hơn nha. Nếu như chúng ta nuôi thì trong bể xi măng thì chúng ta nên cần phải có cái sự vi sinh sẽ tốt, làm hoặc là bể tuần hoàn nước như thế nào, nước đã lọc tinh và lắng đáy để mình hút chất phẩm ra thì sẽ tốt cho cá. Tại vì khi con cá này mà đặc biệt là nó nước dơ là nó sẽ bỏ ăn, hoặc là ăn ít, rất ít. Ăn ít thì sẽ dẫn đến là chậm phát triển, và sự phát triển của nó sẽ không tốt so với những cái môi trường mà nó sẽ phát triển tốt hơn như gặp nguồn nước sạch. Mình sẽ ví dụ một câu như thế này ha. Cái một người nuôi trong một môi trường nước tốt á, thì thời gian của chúng sẽ ngắn lại. Ví dụ bạn ta nuôi trong vòng 2 năm là 18 tháng gì đó là sẽ có thể lên cái thành phẩm là được như 1 ký chẳng hạn, là 2 ký tầm khoảng đó. Mà chúng ta nuôi trong môi trường mà nước nó bị dơ bẩn thì đương nhiên sẽ chậm lại, có thể chúng ta kéo từ nuôi từ 2 năm rưỡi đó. Ý thứ hai nữa là nó sẽ bị kéo theo những cái hệ lụy. Tại vì chúng ta không xử lý được nguồn nước tốt á, thì cho nên dẫn đến là cái loại bệnh như ký sinh trùng và loại cái những loại khác thì dẫn đến con cá nó sẽ chậm phát triển. Nó đã ăn ít rồi, mà thứ hai nữa là nó chậm phát triển nữa. Là sao? Khi con này nó ăn cá trình, nó ăn thức ăn vào thì dinh dưỡng thì bao nhiêu thì con ký sinh trùng nó sẽ hút ít, thì rất là cho chúng ta sẽ rất kéo dài thời gian nuôi là như vậy đó. Rồi một cái tiếp theo đó là chúng ta nuôi mật độ rồi đúng không? Bây giờ tới size bao nhiêu là ok. Thì thông thường những người mới thì có thể nuôi từ lúc lớn lên từ có thể là từ 50.000 trở lên là được. Cho đến 1 ký đến 2 lạ cho đến 10 con ký cho đến là 2 lạng hoặc 3 lạng 3 lạng 1 con các bạn. Thì có thể nuôi sai chúng ta càng chúng ta nuôi càng gần là tức là sai lớn, càng lớn thì chúng ta nhanh càng thu hoạch. Nhưng chỗ này chút nữa sẽ mình sẽ phân tích sau nha. Ví dụ như mình nuôi cái con mà 50.000 một ký thì chúng ta nuôi thời gian của chúng phải là 3 năm đó. Mình nói chắc các bạn luôn là phải 3 năm. Tại vì khi mà nuôi trong giai đoạn thì theo mình nuôi từ trước tới giờ thì các bạn nuôi từ một lạng 10 con một ký
thì nuôi trong vòng 24 tháng, từ 18 đến 24 tháng là các bạn con số lượng con là có thể 1 kg cái đến 2 kg. Đó những con vượt đàn thôi, nhưng mà trung bình mình sẽ tính cho 1 kg. À, chính vì vậy thì các bạn nuôi cái con mà say 10 con ký thì thời gian sẽ ngắn lại ha. Còn so với những con mà từ 50 con 1 ký nè, khoảng 50 ngàn đó, mình sẽ đón phòng phẩm gì. Khoảng 50 ngàn á, thì thời gian của chúng nó lâu hơn. Đường cái là cái đầu con nó nhỏ, ví dụ như con 50 ngàn ha. Mình sẽ cách tính như vậy. Minh á thì hồi trước thì giờ toàn nuôi thì toàn xe lớn không à. Để cho nó nhanh thu hoạch, thời gian của chúng thì nó cũng hơi ngắn lại. Còn chúng ta nên đầu tư thời gian dài, xác định là thời gian dài. Bể mình rất là nhiều, đất đai mình rất là vô tư đúng không? Thì mình nuôi những con nhỏ để có số lượng đầu con ha. Số lượng đầu con thì chúng ta sẽ vài năm sau thì mình, giờ có thể 2-3 năm sau thì mình không còn mua giống nữa. Mình sẽ từ đó mình chiết ra dần. Tại vì cô nuôi càng lớn thì chúng ta nên tách ra càng thưa. Sẽ giúp cho cá mình an toàn. Hãy nhớ là an toàn là trên hết. Tại vì nuôi mà chúng ta không kiểm soát được, không kiểm soát được thì dẫn đến những cái hệ lụy thì nó không tốt cho chính bản thân mình. Dưới là thứ hai, mình là người mới nuôi cho nên là kỹ thuật mình cũng chưa có và kinh nghiệm của mình cũng chưa có tìm hiểu về xử lý nước như thế nào, rồi cho ăn dinh dưỡng như thế nào, định kỳ như thế nào. Thì các bạn phải làm đúng theo cái định kỳ thì con cá mình mới khỏe được và con cá mình sẽ tốt được. Nếu chúng ta không làm được điều này thì dẫn đến nuôi thời gian rất là dài ha. Nhiều người nuôi cũng như nhau, cách nuôi đều là có thể là dòng nước như nhau hoặc là có thể bể cũng như nhau, nhưng mà lại hai người nuôi chăm sóc khác nhau thì dễ dẫn đến cá cũng sẽ nhiều ký hơn. Nói ví dụ như mình bán có thể là tăng cái con ký nhiều hơn khác đó. Cá nó lớn hơn, cá to hơn, bự hơn chẳng hạn như vậy. Thì chính là chăm sóc là điều quan trọng nhất đó. Hôm nay thì mình sẽ đọc được cái bình luận Long Nguyễn thì mình cũng chia sẻ chứ cho bạn cũng mới nuôi thì cho nên chúng ta phải biết được này, phải định kỳ nè. Ví dụ như chúng ta nên cung cấp vitamin nè, khoáng chất nè theo định kỳ 1 tháng, thì chúng ta có từ 5 đến 10 ngày mình sẽ chăm ăn trong khoảng đó. Thì cứ định kỳ như vậy thì mình sẽ ăn như vậy liên tục suốt tới vụ thì cá của mình rất là khỏe và giúp cho cá của mình phát triển rất là tốt. Chính vì điều này thì mình sẽ chia sẻ như vậy cho các bạn sẽ rút được cái kinh nghiệm để mà nuôi nó hiệu quả hơn. Rồi thì mình cũng đã tư vấn cho bạn, cũng chia sẻ những cái gì mình hiểu biết được. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi và nhắn tin. Thì có một số bình luận nữa mình có lẽ là mình sẽ trả lời những câu hỏi clip sau. Chúc Lô Nguyễn thì sẽ đạt được những gì mình mong muốn. Chúc bạn thành công. Xin chào và tất cả các bạn, các anh chị, cô chú. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye mọi người nha.